Làm sao? Lấy đồ chơi ai? Mẹ lấy đồ chơi quá trời, trời luôn. Bây giờ con làm cho cô chú coi, chụp hình cho cô chú coi. Hả? Cái đặt trời sao đặt nó quá. Thầy ba trời chơi. Trời ơi. Nắng quá. Nắng quá. Ủa cái đồ kẹp tóc của con đâu? Đồ đó đẹp mà sao con không đeo lên? Đeo lên. Kẹp bánh kìa. Bên kia hả? Con lại con lấy đeo lên đi đẹp lắm á. Mày lấy cho chay nha. Không mẹ. Mày sao không đeo đẹp lắm á? Không. Cái bùm bùm. À trời, đâu được, đâu được. Nhẹ. Không được. Không có nhẹ nhàng gì đó. Nhẹ thiệu. Con đó con gì á? Con Tiger. Con Tiger hả? Dạ, con Tiger lên TV. Con Tiger trên TV hả? Nó kêu sao? Nó kêu xong con Tiger nó kêu sao? Đầu bậy à, con Tiger kêu mình nè. Nó kêu vậy á. Kêu sao? Kêu sai sao? Đó cô chú ơi, hôm nay mẹ cho chay đi ăn kem nè cô chú, ăn kem cho cô chú coi coi. Đó. Ừ, kem muốn chơi. Này có bé Mia qua nữa nha cô chú nha. Con có ghẻ hả Mia? Có bé Mia qua nữa nè, có gì Nhi nữa nè. Thích Mia có ghẻ hả? Dẫn nhau hai đứa dẫn hai đứa con đi chơi mà nó cực quá. Không biết chơi bờ gì đi hành xác. Chơi sẽ chết luôn. Chơi sẽ chết luôn á. Hai đứa nó la mệt mỏi luôn. Mia nè, đó Mia đó. Hai đứa nó la chay, rồi chay, 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 chay là chay tỏ ra là một người chị rất là mẫu mực. Mẫu mực á nha chưa? Để đứng đắn đường qua. Chay ăn cho cô chú coi đi chay. Hay ta. Vô đây điện thoại được á. Chị trời ơi em mà trời ơi. Thầy á. Trời ơi. Chừng đứng được không? Cái gì nãy anh này nó mê nước lắm. Cái gì nãy mà vừa ấy chứ treo quần. Khô quá vậy? Khô rồi, hơi khô rồi. Nè 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 nè. Mia khóc quá cô chú. Mình thấy cái nết đấy chưa? Ừ. Ăn ai mượn ăn nhiều chứ rồi lạnh ăn ít ít thôi. Thấy cái nết chưa? Con múc một miếng nhỏ xíu thôi. Múc miếng bự rồi con thăng lạnh. Tại sao không uống mà làm gì vậy? Mới khăn. Ngon ngon. Hồi nãy con mời cô chú ăn kem. Cô ăn kem. Kem sô cô la. Kem sô cô la. Sô cô la sữa hộp gà vô cô la. Chay là gì của mẹ? Hộp gì? Lớn lớn lên. Em chơi chơi cho mẹ mi mẹ. Em chơi chơi của mẹ mi mẹ. Em chơi chơi của mẹ em ơi. Bây giờ ăn kem xong con muốn đi đâu? Muốn đi đâu? Đi. Lớn lên, nói chuyện lớn lên. Ăn kem xong con muốn mẹ chở con đi đâu? Đi đâu? Đi chở đi. Đang ăn ice cream còn muốn đi chở ăn ice cream, con muốn chở, con muốn mẹ mày chở đi đi park không? Ice cream nha. Đi công viên ăn. Chở công viên. Đúng rồi, công viên. Muốn đi điện máy xanh không? Điện máy xanh Việt Nam. Không đi điện máy xanh nữa hả? Ok. Việt Nam làm gì giống làm gì? Điện ai ra tự nhiên đi về Việt Nam thích vô điện máy xanh chứ có máy lạnh tiếng gì đó. Ừ, vô chổng phá trong điện máy xanh chồng á. Mà khổ quá điện máy xanh nha. Có bé lúc đứng đầu lúc mở cửa rồi khách vô phải mở. Tiếng mở hoài. Trời. Mà cũng nó cũng cưng chay. Thở vừa cái răng của bà. Mua cho bà đầu cạp đó đó. Có mua mà nó cạp. Cái đồ nào của đừng nó cần chơi nó không chơi, nó chơi những cái đồ mà không có không được chơi. Cái gì của bà cũng vậy. Không. Sao nó la dữ vậy ta? Rồi bây giờ về tới nhà cho chơi với Mia. Tắm nè cô chú ơi, giờ hiện tại bây giờ là 1 giờ trưa. Hai bà mẹ điểm sữa. Dâng nắng cho hai đứa tắm.
muốn làm hả? Không được, hai đứa đây, đây. Không được. Không được. Con tự. Đứa bên. Đứa bên nhẹ thôi nha. Từ từ thôi. Không đổi đâu gì vậy. Không đổi. Thôi không nhảy nữa. Đó 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 đó. Chay chay con nằm xuống. Không? Con gì vậy? Cho nó ngồi nó đạp cho. Không, chay. Chay, con nằm xuống con làm gì nè, con nằm xuống con làm gì nè. Đó đúng rồi. Nằm xuống mình lớn rồi mình phải nằm xuống chứ mình đâu có được bồng như em bé vậy. Em tại em còn nhỏ mình mới làm vậy thôi. Đây đây đây, nhờ, đây đây, đây. Để bồng chay nè. Đâu, để coi nó làm gì đây, để coi nó làm gì. Đó, đúng rồi. Trời ơi. Sợ dơ. Ba ngồi xuống đây ba. Ba để ba rửa cát nữa đó. À, chơi mấy trò bạo lực là nó khoái lắm. Nặng. Mệt. Sao mệt mệt rồi gì vậy? Mệt rồi nửa gì? Đúng rồi. Với già sức yếu rồi. Không, mày già chưa đi được con. Đi con. Nó nắm tay mày già kéo đi. Ôi nó bơi bơi chầm chầm. Sao tạt nước em? Nó tưởng ai cũng lớn như nó tại vì bữa giờ nó chơi toàn chị lớn không à. Mia ơi, Mia. Mia ơi sao? À ngồi xuống với mẹ hả? Ok, ngồi xuống với mẹ. Đúng rồi, con ngồi đó đi. Cát dính đít quần nó ngồi xuống nước để cho đi. Thấy cát ra. Ướt hết rồi. Bum bum. Bum bum. Cái gì? Mẹ ơi, mẹ đi tắm chưa? Mẹ đi tắm chưa? Mẹ làm con giống như chuyện gì làm chay phải không? À, làm ấy phải không? Rồi, vô đây, Ok, đây nè. Được rồi nè. Gì vậy? Bây giờ giờ biết đi nữa mới khỏe. Làm lại mẹ coi coi, làm lại coi. Xích ra, xa ra. Rồi làm mẹ coi coi. Wow, giỏi quá. Lạnh. Đó, bây giờ đó. Bây giờ còn phải bồng. Cái gì con? Cái gì? Con đi xa ra con lặn cái nữa cho mẹ coi coi. Lặn xa ra nữa cho mẹ coi coi. Đây lặn đây cho coi thử chơi. Lặn cho dì Nhi coi, dì Nhi chưa biết kêu cái lặn luôn. Chơi lặn sao chỉ Nhi chơi ra lặn đi, dì chưa biết nè. Rồi ra xa ra. 1 2 3. Wow, giỏi quá. Lạnh quá. Lạnh quá hả con? Nay thứ 6. Sáu mà sao giờ im lặng quá vậy? Ai biết. Chứ bên chị mà thứ 6 mà giờ này nó cũng đông rồi. Đúng rồi đó. Nó ra phơi phơi. Ôi Mia, đi la. Đừng đừng la la la. Em nghĩ là chuẩn bị storm tới. Nên là thuyền đóng hết. Không ai, không có một chiếc thuyền nào luôn á. Chiếc nào chiếc thuyền này là nó ra khơi. Ừ. Đúng rồi, bơi đi chay, đúng rồi. Chơi bơi theo Mia nè. Chơi bơi theo Mia nè. Nè con bơi theo Mia đi. Đúng rồi, giỏi quá. Hai cái tay quẩy quẩy. Đúng rồi, giỏi.
khờ nó đạp dưới đất nó đi đó. Nó là bơi cua. Đúng rồi, đúng rồi, ra xa ra. Lấy tay bơi bơi quẩy 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 quẩy. Quẩy quẩy đúng rồi. Quẩy. Quẩy. Quẩy đúng rồi, cũng rồi quẩy, đúng rồi. Hay ta. Hay quá. Rồi hấp mặt xuống rồi. 1, 2, 3 lặn xuống. Lặn nè. 1, 2, 3 lặn nè. Lặn kim cá rồi. Yeah. Wow, giỏi. Nó đang lặn xuống mà bơi giống như chay mọi người. Nó thấy á. À, nó lời tụt xuống á. Bỏ hết tiền bạc vô bơi. Chứ không giờ này là Mia cũng học được chơi bơi được tháng rồi. Khi mà cho lớp bơi của nó tới, tới ngày 7 tháng 6 mới mở cửa lại. Vậy hả? Ừ. Cái giờ đi là bình thường không? Trời ơi. Hả? Bơi tiếng hả? Bơi cái gì nữa tiếng ngồi nhỉ? À, chơi đi, đừng có đòi mẹ. Ờ, phải chơi mà không đòi mẹ cho khỏe bớt một chút. Mẹ ơi, mẹ. Vậy gì đó, con? Nó nhà lại vậy đó. Chơi xíu rồi quay lại nó kiếm chị. Chơi à? Bỏ đây nè, bỏ đây nè chơi. Bỏ đây nè. Con lắp cái chân của dì Nhi lại đi. Con lắp cái chân dì Nhi lại đi. Đừng có cho thấy chân dì Nhi. Lắp 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 cái màu đó lại đi. Lắp lại. Ừ. Cái gì? Con đòi đi đâu? Đòi đi đâu? Nè. Gọi mẹ. Hả? Gọi mẹ. Gọi mẹ hả? Dạ. Lạnh quá hả? Rồi thôi muốn đi vô chưa? Vô nha. Đi vô nha. Nhà cũng lạnh rồi nè. Ừ, vô nha. Thôi vô đi. Vô mình chơi, mình chơi 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 trong nhà đi, mình chơi đồ chơi với nhà trong nhà đi. No. Ok, đi vô. Đi. Đây. Vô. Đây. Đi chơi. Đây. Chơi kìa. Trời ơi, đợi người ta gần về mới chia sẻ cho người ta đồ chơi. Đừng đổ cháo cháo trong nhà. Đó, đó rồi cho mấy nhà chơi đồ chơi chưa? Đó cho em chơi đồ chơi hết đó. Người ta ở chơi thì người ta không cho người ta đồ chơi. Giờ người ta bước về cái lời nói không, mấy nhà ở lại đi. Đó vậy. Sữa hả? Cho em đi. Không phải mặc dù nó có chơi gì được nhiều nhưng mà nó có người giống như ấy với nó. Không phải. Vui. Không phải làm sao. Trời, nó mà thấy mấy đứa nít mày thì hàng xóm này nó khoái lắm. Vậy hả? Em nói nó chạy ngoài đường cho tới 9 giờ tối mới hết á. Mỗi lần thấy rồi thôi la làng vậy đó. Mừng. Khổ, bên này có ai được gặp ai đâu. Ở nhà với má giết nhịn, má giết chán luôn. Có Mia. À. Bên em mà ngồi ngoài đây còn thấy người ra vô, chị ra vô nhiều không? Cũng có chứ. Thành nhưng mà chị là em thấy chị phi cái sông nhiều hơn. Ừ, sông nhiều hơn. Ở đây ta đi tới luôn nhiều hơn. Ừ. Bên kia thì chị cũng ở nhà chứ đâu có. Chơi, giờ dì Nhi về bỏ em Bibi Mia ra đây chơi với mình nha. Không. Sao vậy? Nhà ở chơi với con. Để đem Mia, để Mia ở đây mẹ nuôi luôn. Chưa? Ông nuôi. Ông nuôi hả? Vậy chứ mẹ nuôi ai? Nuôi ai? Nuôi vậy luôn gì vậy luôn nha. Thôi đi đừng có hứa nữa đi. Rồi, dì Nhi đi rồi.
Mẹ của Mia đi rồi. Mặt có mặt Mia kìa. Mia kìa. Mia, Mia cũng là Mỹ Lai luôn nha cô chú. Ba Mia là người Anh đó. Chơi với ba Mia nè. Đó là Mia nè chơi. Ừ, ừ, nó ngủ rồi, nó quạo. Lên xe ngủ giấc từ về tới nhà là đủ luôn rồi đó. Ừ, lấy đồ chơi của Mia giùm đi chơi. Rồi. Cảm ơn chơi nha. Trời so cute. You so nice. Say see you next time Mia. Thank you. Bye. Say see you next time Mia. Trời ơi. Bữa sau mình hẹn ở đâu công viên đi chơi với chơi. Ừ. Ở nửa đường em với chị có công viên nào không ạ? Đi tìm kiếm thôi. Hả? Kiss win nè. Còn ngủ dữ lắm rồi. Con rồi lấy chìa khóa. Chìa khóa tặng. Rồi bye bye Mia chứ vậy. Bye con. Rồi đứng buồn rồi, đứng một góc rồi. Buồn rồi. Đứng một góc rồi. Lần sau mình gặp nữa nha. Nha. Lần sau gặp nữa ha. See Mia, see you next time. See you. Lần sau gặp con nữa nha. Dạ. Bye bye dì Nhi nha. I love you.